Xin chào các bạn. Trong video này thì Quốc xin giới thiệu cho các bạn về cái cách lập từ khóa keyword ASO App Store Optimize và sử dụng cái title Descent Script, Icon App, Screenshot và Video Promotion. Trong cái bài này thì nó gồm có 8 phần. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ nghiên cứu và tìm hiểu những cái top keyword cho ứng dụng. Phần này chúng ta sử dụng cái keyword tool để chúng ta sẽ tìm kiếm những cái từ khóa chất lượng cho một cái app của mình, cho một cái niche đề tài của mình. Thứ hai đó là chúng ta sử dụng cái keyword planner để mà lọc cái từ khóa cho cái app của mình. Thứ ba đó là chúng ta sử dụng cái title và viết tròn và viết ra một cái title. Thứ tư là short description, và thứ năm đó là chúng ta cần phải tìm hiểu làm cách nào để mà viết cái full description cho cái app của mình ha. Thứ sáu đó là icon app, thứ bảy đó là screenshot, và thứ tám đó là video promotion. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi đến cái phần đó là nghiên cứu và tìm kiếm cái top keyword cho ứng dụng. Mình sẽ vào trong cái phần đây. Trước hết các bạn bật cái keyword tool lên. Bây giờ mình sẽ vào trong phần là Google, thì mình sẽ search cái antivirus free. Các bạn search cái keyword antivirus free. Thì trong cái phần này nó hiện thì lên một cái list keyword suggestion, đó là keyword đề xuất. Thì trong cái keyword này thì cái tỷ lệ tìm kiếm cao nhất sẽ đứng ở top đầu, và chúng ta sẽ tracking, chúng ta sẽ theo dõi được những cái keyword nào đề xuất để chúng ta sẽ tìm hiểu ha. Trước hết đó là cái phần keyword chính này, thì mình có thể bỏ vào ở đây. Mình sẽ có một cái form này ha. Đây, keyword chính là key 1, key 2, key 3. Thì những cái keyword này mình sẽ bỏ vào đây. Ok. Sau những cái keyword chính này thì có những cái keyword đề xuất với cái chữ màu đậm này, là những cái từ đề xuất với cái từ cộng với cái từ keyword chính của mình đưa ra. Thì trước hết theo cái kinh nghiệm của mình thì mình sẽ chọn một vài cái keyword này, mình sẽ copy với những cái keyword theo thời gian, ví dụ như là năm này năm 2018 thì chúng ta sẽ copy những cái keyword này thì có cái lượng người search rất là nhiều và theo trend, còn keyword năm 2017 và 2016 thì bỏ đi trong phần này. Ok, tiếp theo những cái từ này ha. Ok, những cái từ ví dụ như là antivirus free Android thì những cái từ này có thể là rất là tốt và nó ngắn và đơn giản, thì chúng ta có thể là chọn những từ này để chúng ta đưa vào nghiên cứu. Antivirus free app. Rồi, tại vì sao mình chọn những cái từ này ha? Thì tất cả những cái từ chung này và những cái từ đề xuất, ví dụ như AVG hoặc là APK hoặc là Avira, tất cả những cái từ đề xuất này là từ thương hiệu của một cái ứng dụng đó rồi. Mình không thể là sử dụng những cái từ riêng của họ ha. Mình chỉ gọi lại những cái từ chung, ví dụ như là app Android, và sử dụng chữ antivirus free patch